chào quý vị, quý người, quý bà, quý vị. Cảm ơn chị em ở bên nước ngoài chia sẻ cho dì ba. Dì ba cũng rất cảm ơn quý vị. Dì ba rất vui. Cảm ơn quý vị. Thông cảm dì ba nha, dì ba quý mấy chị. Rất theo mâm nè. Đó, đây tội không? Rồi 29, số 29, rồi lấy gì lấy gì chị? Một con thịt, một con gạch. Lấy con càng to, một con thịt, một con gạch. Chị ba lừa cho một con thịt, một con gạch chị ba ơi. Cái dao để lên trên rồi đó. Ngày xưa hát được không? Dì ba gọi khách sao vậy ba?
hát một câu gì vậy? Đi hỏi à, ngồi đó à, ngồi ngủ chơi vậy đó, ai mua thì bán. Ngồi ngủ chơi. Buồn ngủ quá ngồi ngủ. Dạ ai là kêu có mình bán rồi chứ đâu có mời. Hôm nay bán vẫn còn một vài con. Thôi chị Ba lại bán nha, mọi con đi làm nha. Đi làm đi ba. Dạ, chào chị Ba ạ. Chị thấy lại phụ chị Ba như thế. Bọn em đi làm. Mai còn chanh nhiều lắm đấy không? Hôm nay thì chị Ba bán hơi chậm một xíu nha mọi người. Nhưng mà vẫn còn sáu bảy con à. Còn một cua trên tay của thấy là cua dở gì ba không có bán cho khách, vì đối với tính gì ba thì cua không ngon thì mình không bán cho khách, thì khách ăn không ngon thì không đứng đáng. Đây ba bán xong rồi ba vô nghỉ ngơi đây. Đưa cái thùng cho em. Không thể rời xa được. Nhiều chứ đâu phải chút đâu. Làm tôi lắp từ bốt. 11 giờ bữa nay là tới 12 giờ mấy lần. Hôm nay em xong chén. Tại vì cua mà nếu mình hấp nó dội quá đó là sống. Phải chịu chút xíu nữa. Chừng 5 phút đồng hồ nữa là nó mới chín. Hấp kỹ. Nếu sống là tại vì mình lần đợt mình làm cho kịp giờ đó. Bây giờ là không có ra 11 giờ, 11 giữa nữa, phải 12 giờ mới đi được. Là cua nó mới chín. Khi chín tới thì mình mới đi được. Chứ còn ra đây có khi mình bán cho ta cua mà cua chín đó, cua sống đó, người ta dở ra, ta tưởng là cua chết. Tại nó ra nước á, thành ra người ta nói là cua chết, chứ không ai nói cua sống hết á. Đúng là như vậy đó. Nghe con chị thấy đồ có mấy người ở phương xa điện gọi thăm dì Ba phải không? Đúng rồi, sáng nay mình đang dọn hàng thì có mấy cuộc gọi là hỏi thăm dì Ba. Ở đâu vậy đấy? Ở đâu vậy? Ở Canada. Rất là ngưỡng mộ dì Ba lắm á dì Ba. Vì dì Ba bên có lời gì nhắn nhủ hồi chúc lại những người ở Canada không? Cảm ơn đi. Xin cảm ơn chị em ở bên nước ngoài. Chia sẻ cho dì Ba. Dì Ba cũng rất cảm ơn quý vị. Tất cả các nước hả? Cũng Mỹ, cũng như Nhật hả dì Ba ha? Quý vị các nước. Việt Kiều nói chung. Việt Kiều nói chung. Và cả những người ủng hộ dì Ba hàng ngày luôn chứ. Dạ. Cảm ơn quý vị ở trong ở nước ngoài là ủng hộ cho dì Ba. Dì Ba rất vui. Cảm ơn quý vị. Nói các bạn, dì Ba rất là ông không có giỏi nói năng để ngọt ngào với lưu loát nên chỉ nói được vậy thôi. Thông cảm dì Ba nha, dì Ba không biết nói chuyện. Hôm nay dì Ba bán xong rồi thấy mệt hay là có thấy vui gì không dì Ba? Cũng bữa nay cũng gì cũng vui chứ. Ra mà bán cho khách hàng, khách ăn đó hả, dì Ba thấy vui lắm. Dạ. Mà bán có xong. Mệt thì có mệt mà cũng vui. Dạ, rồi. Ai Thúy. Nãy hình như là có gì Tuyết Mập á, tới tặng cái quà gì đó gì đấy. Đúng rồi, tuy rằng chị Tuyết hơi nóng nảy nha, nhưng cả nhà, nhưng mà chị Tuyết rất là nhân ái, có tấm lòng là đến tặng ba hộp máy này. Thay mặt dì Ba, mình xin cảm ơn chị Tuyết nha chị Tuyết. Dì Ba không biết cách nói chuyện đâu, cũng thông cảm cho dì Ba. Dì Ba ở đây là rất là cảm động khi cho ba cái máy này, không phải riêng một mình dì Ba đâu. Phần này là của dì Ba. Dì Ba đưa lên đi. Của dì Ba nè. Đó là một cái máy. Còn phần này của con. Một còn phần nữa là của chị. Chị Bảy bán chuối. À, chị Bảy bán trái cây mấy bữa hàng ngày hai phụ dì Ba đó. Trời ơi. Đi nóng nảy chứ mà cái tấm lòng rất là nhân ái đó. Nhưng mà máy này là máy gì vậy chị Thủy? Máy nghe kinh kệ đồ rất là hay. À, máy nghe kinh Phật. Phật rất là hay đó. Những cái bài giảng của mấy trụ trì, mấy thầy đồ mà hay á. Hay đó. Người ta thâu lại. Dì Ba chỉ cần bật lên là nghe trong đêm khi mà ngủ thôi. Khi mà dì Ba nghe xong á, tắm, dì Ba chỉ sạc 8 tiếng đầu. Rồi xong rồi thì sao là sạc 4 tiếng. Khi nào dì Ba không biết sạc dì Ba hỏi. Dì Ba cần xem cẩn thận cái máy đó. Rồi rất cảm ơn cái anh mà mang trình gì đó điện cho mình. Mà mình điện lại thì không có trả lời thì thôi. Anh có đọc hẹn cái này.
anh có đọc trên cái kênh này thì hẹn gì khác, có thể anh trực tiếp cho số điện thoại của dì ba, anh điện cho dì ba sẵn có được hay không, mình sẽ cho số cho anh luôn. Đó là gì? Cái anh Canada Man Trần ở Canada Man Trần hay là cái gì, số điện thoại 92 đuôi á, để dì ba coi có số điện thoại nào con chụp đi. Là anh hẹn là điện thoại video với dì ba đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không vậy. Dì ba giờ bán xong rồi, vô chờ cái điện thoại và gọi cho anh khách mà muốn ủng hộ dì ba. Số điện thoại là 64724 9992. Anh ở Canada đó mà gọi lại không được. Nếu mà khi anh có thấy số điện thoại này thì xin anh điện lại cho dì ba. Số điện thoại của dì ba là số mấy không, mình không biết nữa. Dạ, em không nhớ ở trong đó. Ở trong dì ba có mấy. Mà anh nói về vì dì ba chị. Thì anh muốn gửi tiền cho dì ba gì đó mình không biết thì mình thay mặt dì ba ha. Dì ba không biết nói chuyện nha anh Trần ơi. Dì ba chỉ là xin cảm ơn anh đã giúp đỡ chị ba. Chị ba với số tiền là bao nhiêu thì chị ba chưa biết, thì muốn hỏi anh là anh gửi bao nhiêu thì anh có thể anh điện trực tiếp cho chị ba hỏi qua mình nữa, có thể là điện trực tiếp chị ba. Lấy số điện thoại của chị ba ra để con tụi con lưu rồi con tụi con gửi cho chị ba. Anh Man Trần gì đó ở Canada thì có coi cái clip này của tụi em á, từ cái inbox tụi em admin của kênh nè, tụi em sẽ gửi số dì ba trực tiếp để anh điện video nói chuyện với dì ba sau khi dì ba bán xong rồi, và để hỏi thăm nhau, và anh có muốn gửi gắm cái gì thì anh cứ điện trực tiếp cho dì ba cũng được nè anh. Hoặc chị thấy thôi gửi dì ba đi, người ta muốn gửi quà cho dì ba thì dì ba có thấy vui không? Tuy rằng nó không đáng bao nhiêu nhưng mà nó là một cái tấm lòng, đó là một tấm lòng của ta chị em cái cô đó muốn cho dì ba, dì ba rất là cảm động. Thì dì ba không có giỏi văn nói nên là những cái tấm lòng của quý vị coi cái những cái clip của dì ba với dì Thúy muốn cái ủng hộ những cái món quà hoặc là những cái giá trị gì đó được thì dì ba rất là cảm ơn. Nói chung cái bữa này bán không có lời gì, ba buồn, có buồn. Lời nhiều ít đúng không? Lờ thường họ kệ đi, có khi gì cái khác con, chứ bây giờ mình muốn lời như hồi đó đâu được. Mấy thứ mà quay clip á, kỳ quá, quay gì kỳ cục quá à. Như nói là người ta bán từng tờ giấy số, người ta ủng hộ dì ba. Dì ba cứ nghĩ đi, tờ giấy số người ta được có 100 tờ có 100 ngàn, 200 tờ có 200 ngàn, 200 ngàn mà cô đó dám mua một con cua cho dì ba 200 ngàn. Mà đi nói người ta là giống như là con gì quá mặt hả dì ba, qua mặt dì ba, tức là cái gì anh nói chị cô đó qua mặt dì ba đi, có cái cua con không hài lòng. Nếu mà những ai mà nói vậy thì nên xuống cái tút đó đi, đừng có ấy như vậy. Người ta rất là thật thà, người ta dám hy sinh 200 ngàn người ta bỏ ra đi bán từng cái số cực lắm dì ba ơi, bán 200 tờ với mua được con cua dì ba. Dì ba thấy mà ai mà lên clip cái gì con không thể được, bởi vậy con mới nói những ai mà quay cái clip đó nên có lắm tấm lòng á, nên bỏ xuống đi, bỏ cái clip đi, đừng có quay cái clip đó. Tôi ông gì bạn à, đây là món quà của chị Tuyết Mập ở Cần Duộc lên tặng dì ba, là cái máy nghe kinh Phật này, có 3 cái ở đây thì một dì ba một cái này, một phần nè, chị Thúy hay phụ dì ba nè, và chị Bảy cũng hay phụ dì ba, chị Bảy bán trái cây cũng rằng hay phụ dì ba. Tiết rất là phóng. Mình không biết nói sao mà để cảm ơn ta. Mai. Thì đây nè, nhờ cái máy này nè. Không biết cảm ơn người ta cho thì dì ba cứ nhận đi. Người ta quan tâm có. Thì đó quan tâm tới mình, quan tâm tới mình thì mình cũng vui. Dì ba cứ nghĩ đi. Mà cũng rất cảm ơn. Cảm ơn nè. Cảm ơn Tiết nha. Tiết ở Cần Duộc. Cần Duộc á. Tiết Cần Duộc á. Mà chạy xe có 40 mập đó nha. Chạy xe tốc độ 40. Chưa rửa lên chửi người ta nha. Không mà vui, chị Tiết rất là vui tắm. Mình tại lúc đó chị bật á, còn chứ bình thường chị gặp như con cũng nóng vậy nhưng mà trời ơi, chứ sao ai không nóng. Mà nó không biết ai. Tức chứ mà không biết ai. Mà con sợ vậy nè.
chị ba cứ nghĩ đi, chạy từ Cần Giuộc mà lên đây có 40 phút mà cái tốc giận lắm đó mà con sợ đó nha, con sợ là không biết có chuyện gì lỡ mà xảy ra cái chuyện gì người ta chị ba đau không, đau lắm ừ, chứ đau lắm mà. Chứ chỉ một, mồm, miệng chỉ quá. Một cái nít nhỏ nhẹ vậy thôi mà để xảy ra sợ lắm, nhưng mà may phước là không, nó thuận lợi mình em hết. Mà hôm nay mới đem lại ba cái máy mà đã vậy còn mua thêm 5 con cua nữa nha cả nhà. À, mua ủng hộ mua ủng hộ dì ba nữa cả nhà ơi. Dì ba cảm ơn tiếp nha. Hôm nay ủng hộ dì ba 5 con cua. Ủng hộ cho dì ba dù con mua mấy con cua nữa, 5 con cua nữa thì rất là cảm ơn tiếp nha. Lúc mà học phát ra nó chuyện rất là dễ thương. Chứ biết mà người ta hay cho quà dì ba thì dì ba cứ nhận đi, tại vì người ta thương cái hoàn cảnh của dì ba. Không, dì ba lớn tuổi rồi mà dì ba sống phải còn phải mưu sinh nữa chứ không phải là nghỉ dưỡng. Nhiều người ta thấy tội dì ba lắm, người ta muốn giúp đỡ lắm. Từ Việt Kiều cho tới những cái bạn hàng hàng ngày của dì ba nữa. Không khóc không hồi nói gì ba không? Quá xong rồi. Ngày mai con mua thì con cháu nội con ăn nha. Tất mạnh ra đi gì, coi thử gì ba. Ngoan ngoan để cắt gian cái hả? Trời ơi sướng thiệt. Trời ơi gặp càng tỏ âu à. Như bánh trung thu luôn á ha. Tí nữa mình sẽ như nhân bánh trung thu luôn. Các cái bánh trung thu là cho các bạn so sánh con cua gạch của dì ba với lại cái bánh trung thu nha. Rồi, đánh kẹt. Đánh mạnh rồi dì ba. Đánh luôn. Đánh kẹt luôn. Rồi, rồi các bạn thấy không? Rất là nhiều gạch. Gạch đỏ âu luôn nè, không có trống luôn nè. Rồi đó, đó, cua dì ba con cỡ này tại người, mọi người thích ăn và ủng hộ cũng nhiều vậy á. Rồi, con kia dì ba. Ba với chị Tiếp đang tách cái con cua gặt của dì ba ra thử để cho mọi người thấy là cua chất lượng như thế nào. Được mọi người ủng hộ nè. Đang nhờ dì ba tách cái cua ra đây. Trời gốm luôn. Cái này nó muốn gốm luôn. Này rồi trẻ đôi ta coi thử gì vậy. Thất mạnh đó. Rồi các bạn thấy thấy giống y cái bánh trung thu không? Gạch rất là nhiều, thịt nó cốp lại luôn mà. Đó hai con đều như nhau. Đây, hai con cua gạch nó nhiều gạch giống y bánh trung thu. Giờ dì ba cắt cái bánh trung thu rồi cho chúng ta thấy cua bánh trung thu đấy để so sánh giữa cái bánh trung thu đó cái nhân à, các bạn thấy bánh cua nó còn đẹp hơn cua. Con cua với bánh trung thu cái nào đẹp hơn dì ba? Cua đẹp hơn. Cua đẹp hơn. Thử khen cua mình đẹp hơn. Nhận không? Đúng rồi cua. Không mà bánh trung thu cũng đẹp mà đẹp cái màu vàng. Hay mình nhờ dì ba cắt cái bánh trung thu ra để cho thấy cái nhân bánh trung thu với lại con cua gạch nè các bạn. Đó bên cạnh dì ba đặt con cua cái bánh trung thu bên cạnh con cua đi dì ba. Đây con cua bạn thấy nhiều gạch không? Gạch nè đỏ âu mà đặt luôn á. Đó bạn thấy con cua nào mà dì ba lựa đó nó, tuy là một số con trong khoảng mấy chục kg thì sẽ có một con hai con là sẽ trục trặc này nọ, nhưng mà dì ba luôn đổi lại cho mọi người hoặc là hoàn tiền nếu người mọi người không thích. Nhưng mà qua cái clip này các bạn thấy là cua với bánh trung thu đều đặc như nhau, từ gạch đến thịt đều cốm hết. Con hình như là hai, đây là hai cái cua gạch nè, rất là nhiều gạch. Đó, gạch nó đặc, nó giống như là cái bánh trung thu nè, bánh trung thu thấy bên trong không? Gặp đi. Theo uống trà đường đi cho nó. Rất là ngon. Mà nó cũng đẹp. Mà tại này màu vàng. Ta lấy lạnh hả? Vừa đỏ vàng. Nhưng mà có ngon hơn không? Dấu lạnh hay là giống như bánh trung thu á. Cái gạch cua hả chị? Cái vàng cái đỏ. Thì bánh trung thu ngon hơn là cái cua chứ. Cái nào cũng ngon hết. Để ba nó cua. Cái này thì ngọt về là ngọt, nó ngọt. Còn cái kia thì nó mặn mặn. Đó béo béo. Nhưng mà tóm lại là cua ngon hơn đó.
nè, chúng ta cùng cầm cái bánh trung thu đây các bạn. Và mình coi lại con cua nè, nó y cái bánh trung thu khi mà chạy đôi ra gì ba ha. Thấy không? Có nhiều người không biết á. Nhiều người không biết cứ kêu có là cua này nọ. Cua gà son này có bỏ bánh có bỏ một chút muối không? Thì ba nó bỏ 10 cái trong 10 trứng trong. Nó giỡn. Mình nói vậy, người ta biết mà. Vì ba cũng muốn nói chuyện nhiều với người ta, cảm ơn người ta mà tại vì ba không biết nói chuyện. Vì ba nói sợ nhiều khi vì ba không biết cái nó mà bậy bạ. Rồi hiểu lầm, ba sợ người ta buồn á hả? Tại vì đâu có học đâu mà vì ba biết cái lời anh cứ nói như thế nào. Dạ. Không biết cái nào mà đúng cái nào là sai nữa. Dạ. Chỉ biết cảm ơn thôi. Dạ. Vậy là vậy đó. Đây hai người phụ nữ luôn giúp đỡ dì ba nè. Đây dì Thúy nè, dì Bảy bán trái cây nè. Hai chị này rất là tốt bụng nè, phụ dì ba thấy dì ba già neo đơn mà phải muốn bán ra. Sao dì ba rồi bán cua bên nước ngoài luôn hả? Nếu mà có dịp qua hả? Nó chơi chứ. Trời ơi, nếu mà tao đi từ lâu rồi. Tại vì chủ tao đó bây giờ qua Canada gì đó. Kêu tao qua bảo nó tờ tụi đúng gì đó trời. Nhiệt kiều nghỉ ông người Hoa ông đó hả? Chúng di lộ. Ôi, cái người ta thích chơi. Di lộ ngộ ha. Họ ái gì đi mà ái ngộ ha. Trời ơi. Hiểu không? Biết. Làm sao? Thôi mày ơi, biểu tâm nước nhanh lắm. Làm sao mà tao thương nghĩ đi. Thì biết nghe chứ không biết nói. Tao thương mày thương tao. Chửi tao mới được nghe. Còn nói luôn mới nói. Ủa giờ thấy bữa trước nó có ai tặng cái gì vải may đồ gì ba mà đúng không? Ờ sao nghe thôi mà không thấy. Là lúc đó người đó liên lạc thì thấy hả? Ờ có số điện thoại nè. Đó là... Ủa dì ba sinh ngày mấy? Dì ba sinh ngày mấy tháng mấy? Tháng 2 năm 1949. Sinh ngày không nhớ ngày. Không nhớ ngày. Không ngày thì không biết. Dì ba không nhớ ngày. Cái năm sinh là cái đó là... Năm sinh là nhớ mà bà già nói là mình biết tới giờ thôi. Là sao đâu? Tại 1949 chứ gì. Ủa gì lý lịch của dì ba ngày tháng năm sinh dì ba không nhớ ngày tháng. Ừ. Không. Có chứng minh không dì ba? Vậy người ta làm hộ khẩu rồi sao? Giấy ngày để chứng minh đi thôi. Ừ. Giấy gì quý ở trong đó đó có để. Cái có người đó không có. Giờ thì sinh nhật dì ba tại nhà đó mà không thấy. Tặng quà hả dì ba? Giống như có một cái anh nào bị bạn nhớ không? La là tặng quà có không nói thôi nói không có thì... đâu có không nữa cũng có thấy đâu có. Thôi mà thôi cũng mình có cảm ơn ảnh cũng như là có lời chia sẻ như vậy. Còn đối với mình thì quà cáp mình cũng không ăn đâu. Mình đầy đủ lắm rồi. Có thể có lý. Ví dụ gửi mỹ phẩm hay dầu hay gì bất cứ nhà thì có đầy đủ lắm. Không biết. Có chọc chơi có gửi iPhone 9, 10 cho em hiểu. Ngàn đô rồi á hả? À thấy hả? Đúng rồi, đô.